đơn vị Honda với chủ đề chiếu cho các bạn chiếc xe Honda dân giá mềm mềm nha các bạn. Nhưng mà trước khi giới thiệu những chiếc phần mềm thì em xin giới thiệu một chiếc xe khá khá một chút à, đó là chiếc xe Honda Fusion LGT. Chiếc xe Honda Fusion LGT màu đỏ bạc này rất là đẹp, còn rất là mới luôn, được dán keo nguyên chiếc luôn. Fusion LGT bánh mặt bánh đĩa rất là liền lạc, chiếc này còn khá là sạch sẽ và đẹp nha các bạn. Fusion LGT máy móc mấy chiếc này thì cực kỳ êm luôn, xe là sạch sẽ liền lạc, chưa dọn gì hết luôn. Và với chiếc xe Fusion LGT này thì mình mong muốn bán chiếc xe Fusion LGT này với giá là 23 triệu, 23 triệu nha các bạn. À, máy móc thì tùy thầm một xe này là một bát còn phải nổ liên tục rồi. Ok, cảm ơn. Và kế nữa là giới thiệu các bạn cách nhận một chiếc xe Honda Way RFX, hay còn gọi là Honda Way siêu nhân, màu này là màu vàng nâu à, màu vàng nâu, còn khá là sạch sẽ liền lạc, bánh cầm cũng đĩa. Và với chiếc xe Honda Way RFX này thì đi rất là bền à, quay siêu nhân đi cực kỳ bền luôn, và xe cũng còn khá là mới và riêng nguyên bản luôn, dù nó cũng có chạy trọng chút đỉnh bởi vì xe người ta đi thì cũng có cái chạy là bình thường. Xe này em nó mang biển số 59F170559 à, đây cũng còn riêng hết luôn, sơn riêng, tem riêng, đồ bạc cũng riêng, nói chung nguyên cái xe nó riêng nguyên bản luôn. Và với chiếc xe Honda Way RFX này thì mình mong muốn bán với giá là 9.200.000 9.200.000 nha các bạn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Cúp Honda Cúp. Chiếc xe này là Cúp 83 82 83 50. Xe này thì nó phù hợp cho các bạn học sinh hoặc là các bạn mới tập chạy xe thì đi nó phù hợp. Xe thì đời cũ rồi, nó cũng chạy chóc nhiều nha các bạn, cơ bản là còn đi rất là ngon. Em này biển số 50AC1539 và với chiếc xe Honda Cúp 50 Cúp 8350 này thì mình mong muốn bán với giá là 7 triệu nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là mình sẽ giới thiệu các bạn các chị chiếc xe cũng là Honda Cúp, nhưng mà Honda này là Super Cúp đời 96-70 Super Cúp 96-70 xe cũng còn khá là liền lạc, sạch sẽ, không có bụng mọt chỗ nào hết à. Và với chiếc xe Cúp 96 này máy móc im ru, xe này có đè nghiêm chỉnh nha các bạn, đó, đè lên là thế thôi. Và với chiếc xe Cúp Super Cúp 96-70 này thì mình mong muốn bán với giá là 9.500.000 9.500.000 à. Và kế nữa là một cái chiếc xe Yamaha Novo đời đầu, Yamaha Novo đời đầu đó, Yamaha Novo đời đầu màu đen. Xe này thì còn cũ nhưng mà thấy nó cũng còn riêng, nhưng mà nó cũ lắm, 52Z5-4392, nhưng mà được cái máy nó cũng ngon làm, chạy ok, chạy đến nơi về đến chốn. Và với chiếc xe Yamaha Novo này thì mình mong muốn bán với giá là 2.500.000 Và kế nữa là một chiếc xe Honda Way, chứ các anh chị đây là chiếc xe Honda Way quay nhỏ lốc đen đó. Quay nhỏ lốc đen, chiếc xe Honda Way này nó mang biển số là 52
T2-0638. Và với chiếc xe Honda Way này thì mình mong muốn bán với giá là 9.500.000. 9.500.000 và đồng giá 9.500.000 là một chiếc xe Honda Way S. Chiếc xe Honda Way S bánh căm thắng đĩa này cũng 9.500.000 nha các bạn. Đó, Honda Way S. Em này mang biển số là 54Z10523. Và với chiếc xe Honda Way S màu đen xám này thì mình cũng bán với giá là 9.500.000 nha các bạn. 9.500.000 bằng tiền xe Honda Way S. Và có một cái xe nó rẻ hơn, đó là chiếc xe Honda Way RS. Chiếc này là phù hợp hơn nữa nè các bạn. Chiếc xe Honda Way RS này, Way RS bánh mâm thắng đĩa. Xe này thì giá tiền nó mềm hơn, giá tiền mềm hơn bởi vì nó cũng xấu hơn. Và với chiếc xe Honda Way RS này, em nó mang biển số là 52F14955. Thì với chiếc xe Honda Way S, Way RS này thì mình mong muốn bán với giá là 8.200.000. Cái xe này rất là phù hợp cho các bạn mua để đi chạy bền lắm các bạn ơi. Cái nữa là mình xin giới thiệu với các bạn chiếc xe Piaggio. Đây là chiếc xe Piaggio màu vàng đen. Piaggio này thì người ta cũng cũ rồi, người ta sơn lại, cho nó ra cái màu vàng này. Cho nó nổi thôi chứ mà là nó cũ rồi. Em này mang biển số là 59P125506. Với chiếc xe Piaggio LX125 này thì mình mong muốn bán với giá là 12 triệu. 12 triệu nha các bạn. Và đặc biệt là có một cái chiếc xe tay ga rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn, đó là Candy 50. Xe Candy 50 màu đỏ đen rất là phù hợp cho các bạn học sinh đi xe không sử dụng bằng lái luôn cũng được. Đi được rồi, Candy 50. Và với chiếc xe Candy 50 này thì mình mong muốn bán với giá là 5.700.000. 5.700.000 cho chiếc xe Candy 50, máy móc rất là êm nha các bạn.